Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, sau đây Đài truyền thanh truyền hình thị xã giới thiệu cho quý vị và các bạn một số quy định của Nghị định số 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Điều 5. Vi phạm quy định về thông tin, giáo so dục truyền thông trong phòng chống bệnh truyền nhiễm phạt tiền đối với hành vi không tổ chức việc thông tin giáo dục truyền thông về phòng chống bệnh truyền nhiễm cho người lao động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền một trong các mức sau đây. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động dưới 100 người. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 100 người đến dưới 300 người phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 300 người đến dưới 500 người. Phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 500 người đến dưới 1.000 người. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 1.000 người đến dưới 1.500 người, phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 1.500 người đến dưới 2.500 người, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 2.500 người trở lên phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về thời điểm hoặc thời lượng phạt sóng hoặc dung lượng hoặc vị trí đăng tải thông tin về phòng chống bệnh truyền nhiễm, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Đưa tin không chính xác hoặc không kịp thời về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm sau khi công bố dịch hoặc công bố hết dịch theo nội dung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế cung cấp thu tiền việc thông tin sở dục truyền thông về phong chống bệnh truyền nhiễm trên phương tiện thông tin đại chúng, trừ trường hợp có hợp đồng riêng với chương trình, dự án hoặc do tổ chức cá nhân trong nước, nước ngoài tài trợ. Buộc cải chỉnh thông tin sai sự thật trên phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn đã đưa tin trước đó liên tục trong 3 ngày theo quy định của pháp luật đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 điều này buộc hoàn trả chủ tiền đã thu không đúng quy định của pháp luật đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 3 điều này, trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Điều 6. Vi phạm cả quy định về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm cảnh cáo hoặc phạt tiền 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ vệ sinh nơi ở, nơi công cộng, phương tiện giao thông, nơi chứa chất thải sinh hoạt để phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo đảm vệ sinh nơi ở, nơi công cộng, phương tiện giao thông, nơi chứa chất thải sinh hoạt làm phát sinh lây lan bệnh truyền nhiễm, phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: không đủ nước uống nước sạch sử dụng theo mục đích sinh hoạt đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật không có hoặc có công trình vệ sinh nhưng không đảm bảo yêu cầu vệ sinh trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật không đủ ánh sáng trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật không giáo dục cho người học về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm bao gồm vệ sinh cá nhân vệ sinh trong sinh hoạt lao động và vệ sinh môi trường không tuyên truyền về vệ sinh phòng bệnh hoặc không kiểm tra giám sát vệ sinh môi trường, không triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm trong cơ sở giáo dục. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ vệ sinh nơi ở, sản xuất, kinh doanh, xử lý chất thải công nghiệp và biện pháp vệ sinh khác theo quy định của pháp luật làm phát sinh lây lan bệnh truyền nhiễm biện pháp khắc phục, buộc thực hiện biện pháp vệ sinh khử trùng tẩy uế đối với hành vi quy định tại khoản 2 và khoản 4 điều này. Điều 7. Vi phạm quy định về giám sát bệnh truyền nhiễm, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời khi phát hiện người khác mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm A khoản 3 điều này. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm, không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ về giám sát bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật, che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm của bản thân trừ trường hợp quy định tại điểm A khoản 3 điều này. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, cố ý làm lây lan tạc nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Điều 10. Vi phạm quy định về phòng chống lây nhiễm tại cơ sở khám chữa bệnh, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây không khai báo hoặc khai báo không trung thực diễn biến bệnh truyền nhiễm của bản thân với thầy thuốc, nhân viên y tế, không đăng ký theo dõi sức khỏe với trạm y tế xã phường, thị trấn nơi cư trú của người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sau khi ra viện hoặc kết thúc việc điều trị tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh, không tư vấn về các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm cho người bệnh và người nhà người bệnh đến cơ sở khám chữa bệnh. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây không thông báo thông tin liên quan đến người mắc bệnh truyền nhiễm được khám bình chữa bệnh tại cơ sở của mình cho cơ quan y tế sư phong cung cấp không theo dõi sức khỏe của thầy thuốc nhân viên y tế của cơ sở khám bệnh chữa bệnh trực tiếp tham gia khám bệnh chăm sóc điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm a không thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm đối với người mắc bệnh truyền nhiễm không vệ sinh khử trùng tay uế các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm khác khi phát hiện môi trường có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm b và c người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm b và c người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm đối tượng b và c người mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm b và c phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với hành vi không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế khi phát hiện môi trường có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không vệ sinh, khử trùng, tẩy uế các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm khác khi phát hiện môi trường có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A về biện pháp khắc phục, buộc thực hiện biện pháp vệ sinh khử trùng tẩy uế và biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm khác đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm D khoản 2 và khoản 4 điều này. Điều 12. Vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế không báo cáo với ủy ban nhân dân hoặc cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn về trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch không thực hiện hoặc từ chối thực hiện biện pháp vệ sinh diệt trùng tại ủy trong vùng có dịch không tham gia chống dịch theo quyết định huy động của ban chỉ đạo chống dịch, thu tiền khám và điều trị đối với trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, không thực hiện quyết định buộc tiêu hủy động vật, thực vật và vật khác là vật trung gian truyền bệnh trừ trường hợp quy định tại điểm C khoản 4 và điểm D khoản 5 điều này, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cấm kinh doanh sử dụng loại thực phẩm là trung san truyền bệnh, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với các hành vi sau đây, không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch thuộc nhóm A đưa ra khỏi vùng cỏ dịch thuộc nhóm a những vật phẩm động vật thực vật thực phẩm và hàng hóa khác có khả năng lây bệnh truyền dịch không thực hiện quyết định buộc tiêu hủy động vật thực phẩm thực vật và các vật khác là trung gian truyền bình nhóm a biện pháp khắc phục buộc thực hiện biện pháp vệ sinh diệt trùng tại ủy đối với hành vi quy định tại điểm b khoản hai điều này buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp luật đối với hành vi quy định tại điểm d khoản hai điều này trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật buộc tiêu hủy động vật thực vật thực phẩm và các vật khác đối với hành vi quy định tại điểm d khoản hai điểm bc khoản bốn và điểm d khoản năm điều này buộc xử lý y tế phương tiện vận tải đối với hành vi quy định tại điểm a khoản năm điều này